Trong video này tớ sẽ tiếp tục review cái clip số 02 lock bản vẽ. Clip này nó là while lock on, khóa tất cả các bản vẽ được. Thì clip này cũng chức năng tương tự, cũng là không cho phép người khác có thể chỉnh sửa được cái file dự án mà anh em đã vẽ ra. Đấy, giống như tương tự như clip 01 này. Nhưng cái này sẽ đặc biệt một chút, nó là biến toàn bộ cái này thành một cái block. Đấy, không cho phép phá khóa để bạn chỉnh sửa được theo cách thông thường. Thế ví dụ giả sử như mình sẽ test tiếp một cái file, đây là một cái nhà, nó là nhà 5 x 18 đây. Mình sẽ mở thử cái file lên. Thì đây là hiện trạng. Đấy, giả sử nó có nhiều bản vẽ như này, được chưa? Đấy, các bản vẽ này hoàn toàn là bản vẽ mới mới được vẽ ra chỉnh sửa thôi nhá. Đây. Cái này thì nó chỉ là block thông thường thôi, tức là khi anh em explode ra. Đây. Đấy, giả sử cái file dự án anh em vẫn đang vừa vẽ xong như vậy. Làm sao để chúng ta có thể không cho anh em chỉnh sửa hay là chỉ được xem được file này thôi ạ? Thì ta thử test cái tính năng của clip 02 này nhé. Đấy. Đấy. Thì clip này anh em phải upload bằng, nó sẽ khác với clip 1 này, đó là anh em phải chạy SE, còn cái file này phải load giống như các clip khác thông thường ấy. Ví dụ là anh em có lại AP cho mình, AP hoặc là kéo thả trực tiếp vẫn được, nhưng mà gõ lệnh AP này. Đấy. Anh em có thể là vào cái thư mục của mình, ví dụ vào là vào đây và load, tìm lên cái thư mục chứa cái clip mà anh em vừa tải về. Đấy, load vào. Đấy. Chọn always load. Đấy. Thì cái clip while lock khóa bản vẽ này đã được load thành công vào này. Close. Thì bây giờ anh em dùng như một lệnh thông thường thôi. Khi này anh gõ lệnh while cho mình. Đấy, thì gõ cái từ while ra, nó sẽ hiển thị ra cái dòng while lock on này, anh em kích vào. Đấy ạ. Kích vào thôi, thì khi này nó sẽ hiển thị một cái thông báo là anh em có muốn là khóa lại cái file bản vẽ này lại hay không. Đấy, em chọn ok. Được chưa? Ok. Đấy, và khi này thì nó hỏi tiếp một thao tác một lần nữa là bạn có thực sự là thực hiện tiếp cái thao tác này không. Đấy, chọn yes hoặc no. Bây giờ anh em nhớ là chọn yes nhé, chọn y, tức là gõ y ở đây, nó gọi là y hoặc là n ấy. Đấy, thì anh em nhập cái y vào đây, y và enter. Đấy, thế thì ở đây thì nó hỏi tiếp là về cái không gian, về đang bắt đầu ở không gian này model. Đấy, hoặc là bạn có thể bỏ qua để cho môi trường layout hay không. Được chưa? Ở đây anh em chọn là model là M thôi. Được chưa? Đấy, M model. Đấy, cứ nhập M. Đấy, bởi vì mình không có bản vẽ layout. Còn nếu mà có bản vẽ layout thì anh em có thể là nhập tiếp cả M vào. Đấy, đây, chợp cái bước vừa rồi ấy, nó là model. Đấy, là anh em nhập M là ok rồi, nó đã khóa model rồi. Thì nó sẽ chuyển sang bước tiếp theo là bạn có muốn lock tiếp đến layout, chẳng hạn như anh em có dàn trang dùng đến layout thì nó hỏi là paper này. Bạn có khóa tiếp cái layout này không? Đó, thì yes hoặc no thôi. Nhưng ở đây thì mình sẽ chọn là yes, khóa hết cả layout cả model, khóa hết vào. Yeah. Thì bước tiếp theo này là khóa layout, anh em cũng có gọi yes. Giả sử đây có đây, giả sử như bản vẽ có layout. Đấy, thì ở đây nó báo ra một thông báo cuối cùng là tất cả các cái bản vẽ trong cái file này. Đấy, tức là bạn hiểu nôm na đơn giản là cả model. Đấy. Model và layout thì đều được khóa thành công. Đấy, và khi này là ok. Đấy, ok xong thì nhanh gọn như vậy, không phải quét chọn gì cả, tự động nó khóa chọn ôn. Đấy, tất cả cái file này nó thành một cái file thứ nhất hết. Đấy. Đấy, anh em kích vào đây thì nó dạng một cái block ẩn. Đấy, nó không có một block tên cụ thể nào cả. Đây, kích ra nó sẽ không vào một tên cụ thể. Không hình xem thử. Đấy, và anh em gọi một x plot thông thường thì cũng không thể nào mà phá được, nó không cho mình hiệu chỉnh đấy nhỉ. Vẽ các thứ xóa chỉnh sửa ở đây không không được, kể cả xóa thì có thể là xóa được, nhưng mà chỉnh sửa thì không thể kích đúp vào là mình chỉnh sửa hay explode ra để chỉnh sửa được. Được chưa? À, nó thành một bố một cái khối lượng, một cái đối tượng block thống nhất như này. Đấy, sang layout đấy. Đấy, thì nó cũng tương tự như vậy, sang layout cũng không, anh em cũng không thể chỉnh sửa được. Được chưa? À, đây là một cái bản vẽ mình minh họa thôi. À, hoàn toàn là không chỉnh sửa được. Đấy, vậy là anh em có thể gửi cho đối tác mà không phải lo ngại vấn đề về mất đánh cắp bản quyền, được chưa? À, ok ạ.
Thì đấy là cái file review về cái file log thứ hai của mình này. Đấy, while log thì mình đều dùng một trong hai cái. Đấy, rất là linh hoạt thôi, tùy anh em. Được chưa? Sau khi mà anh em khóa file này thì nhớ là Ctrl S, Ctrl Shift S để lưu vào, ví dụ là đặt tên này đã log. Được chưa? Đó. Đấy, thì khi này cái file này là anh em phải gửi cho đối tác được vô tư nhé. Ok, xin cảm ơn anh em đã ủng hộ nhé. Xin chào anh em. Thắc mắc gì nữa thì không thao tác được thì hãy inbox cho mình. Xin chào.